Chào em gái đến từ đâu? Dạ em tới từ quận 2. À, em gái này đến từ quận 2. Em gái này bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi. Rồi 25 tuổi. Khi chúng ta nhìn chính diện thì gương mặt em này cũng khá là xinh. Em này rất là xinh ha. À, em này là kiểu như là 9 điểm 9 luôn rồi. xém 10 điểm rồi. Bây giờ sẽ thành 10 điểm ha. Bây giờ em này hôm nay chúng ta nhìn vào thì chính diện thì em này hai bên hàm á thì bên này nó hơi dẹt, bên này nó hơi vuông, đúng không? Rồi khi chúng ta nhìn thì sẽ thấy gương mặt nó hơi bị xệ nhẹ. Và em này hôm nay tới Ly chỉ muốn là tiêm một chút ở bọng mắt ở dưới đỡ thâm thôi, giảm thâm với lại một chút rãnh cười. Nhưng mà đối với rãnh cười á thì khi mà chúng ta nhìn vào phần hố lê này đúng không? Thì em này không cười thì nó cũng có cái rãnh. Thì nếu như chúng ta tiêm rãnh cười vào phần hố lê này cũng có thể được, nhưng mà nó không có hiệu quả được nhiều. Thì bắt buộc chúng ta mới cần một phương pháp là chúng ta kéo nhẹ sợi chỉ lên. À, chúng ta sẽ kéo nhẹ chỉ lên để nâng cơ lên. Khi chúng ta nâng cơ lên thì cơ nó chảy lên, nó căng lên. Thì cái rãnh cười này chúng ta đưa vào phần hố lê này chỉ cần 0.5cc là đủ rồi. Và hôm nay Ly sẽ cùng thay đổi cho em gái này. Mọi người chờ xem kết quả mọi người nhé.